chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chị Kính Đố Vui. Nhìn tiêu đề của video ngày hôm nay là các bạn cũng đủ biết chúng ta sẽ khám phá về những gì đúng không nhỉ? Đã là một fan cứng của Gãy TV, ai mà lại không thắc mắc lý do vì sao các thành viên của Gãy lại lần lượt nghỉ việc, like video và bắt đầu khám phá những sự thật phía sau đó là gì nhé? Let's go! Câu 1. Bạn có biết ai đã là người từng nghỉ việc ở Gãy tới 2 lần không nhỉ? Anh Hồ Việt Hoàng hay anh Hoàng Anh? Nếu bạn chăm chỉ xem video của Chị Kính Đố Vui thì sẽ biết anh Hồ Việt Hoàng đã từng nghỉ việc ở Gãy TV tới tận 2 lần và lần này thì không biết anh ấy có quay trở lại nữa không nhỉ? Trước đây còn có thông tin anh Hoàng chuẩn bị quay lại nhưng hiện tại thì có rất nhiều thành viên của Gãy chia sẻ anh Hoàng cũng đã có những dự định riêng. Bạn có muốn anh Hoàng quay trở lại Gãy TV không nào? Mà bạn có biết khi anh Hoàng nghỉ việc thì ai đã là người khóc hết nước mắt luôn không ná? Chị Yến Sôi hay chị Thị Nhung? Là hai anh em chơi thân với nhau ngay từ những ngày đầu đóng phim. Lần đầu tiên anh Hoàng quyết định nghỉ việc thì chị Nhung đã khóc vì quá buồn. Bạn thân của mình mà nghỉ việc thì ai mà chẳng buồn các bạn nhỉ? Nhưng sau đó anh Hoàng nghỉ lần 2 hay lần 3 thì chị Nhung cũng quá là bình thường luôn. Thôi bỏ qua anh Hoàng, bạn có biết vì sao chị Thùy Anh lại nghỉ việc tại Gãy không? Vì chị ấy quá buồn khi anh Hoàng Anh nghỉ việc, vì chị ấy bận đi học hay vì Gãy trả lương quá thấp. U là trời, chị Thùy Anh sinh năm 2002, hiện vẫn đang là một sinh viên tại Hà Nội nhà các bạn. Sau những ngày dịch căng thẳng thì chị Thùy Anh đã được đến trường, thế nên chị ấy phải chia tay với team Gãy để tiếp tục đi học nè. Rất có thể thời gian nghỉ hè sắp tới, chị Thùy Anh sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa nha. Ai mong chị Thùy Anh quay lại thì like video, điểm danh nào. Câu 4. Vậy còn anh Hoàng Anh thì sao nhỉ? Lý do nào mà anh ấy đã nghỉ việc và khóc vật vã trong buổi chia tay? Chia tay với team Gãy không nhỉ? Lý do không phải là vì anh ấy bị đuổi đâu, mà là vì gia đình anh ấy đã chuyển vào Sài Gòn và anh ấy phải đi theo gia đình các bạn ạ. Và rất có thể anh ấy sẽ không trở lại team Gãy để đóng phim được nữa, thế nên anh ấy mới khóc nè. À, mà bạn có biết khi còn ở Gãy TV, anh Hoàng Anh được đẩy thuyền với ai không nhỉ? Chị Vân Tây hay chị Thùy Anh? Trời, anh Hoàng Anh được đẩy thuyền với cả hai chị luôn các bạn ơi. Bạn thấy đôi nào tuyệt vời hơn nhỉ? Comment cho chị biết bạn đang đẩy thuyền nào nha. Comment xong thì nhớ like video và sang tiếp câu 6 để biết được lý do anh Hoàng nghỉ việc tại Gãy TV là gì nè. Có bao nhiêu bạn biết lý do anh Hoàng nghỉ việc tại Gãy nhỉ? Chị tìm Gãy TV thì sẽ biết chị Linh Chi, vợ của anh Hoàng chứ nhỉ? Vừa rồi chị Chi bị bệnh liệt nửa mặt nên anh Hoàng đã phải nghỉ việc để chăm cho vợ của mình. Đúng là một người chồng tuyệt vời, anh Hoàng 10 điểm nha. Câu 7, tiếp theo, bạn có biết đã có bao nhiêu thành viên nghỉ việc tại Gãy TV không? Tính sơ sơ là đã có 18 anh chị rời nhóm rồi đó các bạn ạ. Bạn biết được bao nhiêu người? Thử bình luận xem bạn kể tên được bao nhiêu thành viên nè. Nếu là fan cứng của Gãy thì ít nhất cũng phải kể tên xương xương được 7 đến 10 người đã từng rời Gãy TV nha. À, mà bạn có biết vợ của anh Hiếu và vợ của anh Hoàng ai đã từng đóng phim tại Gãy TV không?
chắc là có ít bạn lắm nhỉ. Trước đây vợ anh Hoàng cũng từng đóng phim tại Gãy TV đấy, nhưng sau đó chị ấy đã nghỉ việc để có thể chăm sóc cho bé Xoài tốt hơn. Nếu chị ấy không nghỉ việc thì chắc bây giờ cũng là một diễn viên nổi tiếng của Gãy TV đấy chứ, vì chị Chi xinh như hot girl vậy mà. Câu 9. Chị Nhung Gem và chị Thị Nhung hiện cũng đang nghỉ việc. Bạn có biết ai chuẩn bị quay lại Tim Gãy không nè? Chị không biết bao giờ chị Nhung Gem có thể trở lại Tim Gãy, nhưng mà chị Thị Nhung thì sắp rồi nè. Chỉ cần em khoai tây ngoan và sức khỏe của chị Nhung ổn định thì chị sẽ quay trở lại nha. Có ai nhớ chị Nhung không nhỉ? Hu hu, có mấy bạn còn không muốn xem video vì thiếu chị Nhung luôn á. Mà nhắc tới chị Nhung thì bạn có nhớ chị ấy đã bắt đầu nghỉ việc từ khi nào hay không? Rồi chị Nhung đã bắt đầu nghỉ việc. Tháng 9 chị Nhung sinh em bé khoai tây và hiện tại chị ấy đang ở huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để ở cữ. Đợi đầy tháng em bé khoai tây xong thì chị ấy mới lên thành phố Vĩnh Yên cùng anh Tuấn nè. Chỉ mong chị ấy sớm quay cùng Tim Gãy để chúng mình có thêm động lực xem phim đúng không nào. Mà chị Nhung nghỉ việc sớm hơn dự kiến đó các bạn ạ. Bạn có biết ai đã yêu cầu chị ấy nghỉ sớm hay không? Lý do là vì bác sĩ yêu cầu chị ấy theo dõi thêm nên chị ấy đã nghỉ sớm hơn dự kiến đó. Vì em bé khoai tây nên chị Nhung và anh Tuấn đã phải cố gắng rất nhiều. Ở đây có ai là fan của em bé khoai tây không nhỉ? Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày đầy tháng của em khoai tây rồi. Hóng vlog chị Yến đi thăm em bé khoai tây và chị Nhung quá các bạn nhỉ. Câu 12, câu hỏi cuối cùng trong video ngày hôm nay. Trong số các thành viên đã nghỉ việc tại Gãy, ai là người bị đuổi việc? Không có ai cả các bạn ạ. Tất cả các anh chị đều có những lý do riêng phải nghỉ việc và chúng mình hãy tôn trọng quyết định của anh chị cũng như ủng hộ anh chị trên con đường phía trước nhé. Dù các anh chị ấy có làm gì thì cũng cảm ơn anh chị đã là một phần thanh xuân của chúng mình đúng không nào? Tại đây, hãy gửi một lời cảm ơn đến Gãy TV vì các anh chị ấy đã luôn cố gắng mang lại tiếng cười cho mọi người nha. Video về Gãy TV đến đây là hết mất rồi. Video sau, bạn muốn chị Kính làm về chủ đề nào nhỉ? Like video và bình luận xuống phía dưới tên idol của bạn để chị có thể làm video sớm cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Chị Kính xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.